Bây giờ là lúc mà chúng ta sẽ chuyển sang phần mà các là khán giả có lẽ là quan tâm nhất. Bạn Hùng lại hỏi rằng là anh Tùng nói về Arsenal đi anh ơi. Cứ mỗi tuần chúng ta lại nhìn anh Hùng anh Tùng với nụ cười ở trên môi và rất nhiều những cái mong mỏi đúng không ạ? Người ta thực sự là nghi ngờ về chuyện Arsenal sẽ đến bao giờ phải tụt xuống ở vị trí thứ hai tại Premier League. Nhưng cuối cùng thì điều đấy mãi không xảy ra. Và Arsenal cứ thắng. Còn những đội bám đuổi tiếp theo thì họ liên tục vấp ngã, kể cả Man City. Đúng không ạ? Chúng ta nhìn thấy là tuần vừa rồi thì Man City cũng đã vấp rồi. Và khoảng cách lại nới rộng thêm. Anh Tùng có cảm giác là năm nay là năm của Arsenal không? Gần đây thì những cái câu chuyện kiểu như vậy nó đang xuất hiện nhiều hơn. Mọi người đang bắt đầu gắn cái chữ gọi là chân mệnh gì đó chấm 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 vào với Arsenal rồi đấy. Tất nhiên là cái mệnh đề ở đoạn phần còn lại thì ai cũng biết, nhưng mà điền nó như thế nào và điền có được điền được không là cả một câu chuyện đấy. Bởi vì nó vẫn còn đến 22 vòng đấu nữa cơ. Thế nên ra là câu chuyện còn dài, cứ để cho mọi chuyện nó dần dần rồi nó sẽ đến. Anh nhìn thì anh nhìn gần, anh nhìn sau cái trận Brighton thì nó là Newcastle, là Tottenham, là Man United. Ba trận liên tiếp đấy là ba trận nó có ý nghĩa một cái khúc quanh. Newcastle phong độ cao nào chúng ta biết rồi. Tottenham cho dù một trận hòa một trận thua ở hai lượt liên tiếp gần đây, nhưng nói thì nói chứ mỗi khi đá với Arsenal thì bao giờ cũng là một trận đấu có nhiều cái sự máu lửa, và đá với MU thì bao giờ chẳng bao giờ là dễ cả. Đấy, và bây giờ Arsenal vẫn là đội MU gọi là thua đội MU là đội thua đội duy nhất ở cái mùa giải này. Thế nên câu chuyện nó sẽ không đơn giản cả. Nhưng đấy là nói đến chuyện những cái khó khăn. Còn nếu mà nói về cái niềm vui và sự tự hào ấy thì anh nói thật là anh cảm thấy rất là vui. Vì nhìn cái cách đá của Arsenal ấy thực sự là mình cảm thấy nó thú vị. Dù hàng thủ vẫn nhận những bàn thua, thậm chí hôm vừa rồi lại còn phải xoay đến cả cái gót giày của cái anh gì đây anh người Nhật ấy nhỉ, anh thì của không không Mitoma Mitoma cái không thì là thua quả thứ ba rồi đấy, mà thua quả thứ ba tôi chả biết là có giữ nổi là 4-3 không, khi này 4-1. Thế nhưng mà đấy, bóng đá là như thế. Anh thì anh nghĩ rằng là cái việc mà Arsenal để thua ấy, nó đương nhiên có lỗi của phòng thủ. Thế nhưng nó có một cái hơi cái gì đó hơi hướng theo cái phương án là theo cái xu hướng là tấn công, là chơi tận hưởng. Và khi mà chơi tận hưởng ấy thì cái sai số về phần sân nhà nó cũng rất dễ bộc lộ. Quan trọng nhất ấy là chơi tận hưởng ở phía trên, chơi với một cái tốc độ cao, chơi với cái độ chuẩn xác rất là lớn và có được những cái tình huống ghi bàn. Đấy là một điều hết sức là tuyệt vời. Xem Arsenal đá vào lúc này là xem với cái bầu một cái bầu gọi là không khí, một cái trạng thái nó rất là sảng khoái, là trận thắng là gần như là tất yếu. Và bên cạnh những trận là trận thắng đấy thì nó là rất nhiều những cơ hội, rất nhiều những bàn thắng. Xem Odegaard dẫn dắt đội bóng phải nói là tuyệt vời, và Martinelli chơi bên cạnh những con người đấy, bên cạnh Partey nữa, tức là cái hệ thống ấy nó đạt được cái độ gọi là bắt đầu đến cái độ hoàn thiện. Cái lo duy nhất của anh không phải là những bàn thua đâu. Thực ra như anh đã nói rồi, chơi tận hưởng thì nó sẽ xuất hiện những cái sai số bên phần sân nhà. Cái lo là chúng ta nhìn đấy, đội hình của Arsenal gần như không thay đổi trong một loạt những trận đấu vừa rồi. Đấy là một cái đội hình nó đem lại rất là nhiều những cái tính ổn định rất là cao. Đương nhiên thì nhưng mà sai số nó sẽ là như thế nào nếu như xuất hiện những chấn thương, xuất hiện những thẻ phạt, xuất hiện những sai số về mặt biến cố trong cái chặng đường đi còn rất dài phía trước. Nhìn chung đội bóng thì vẫn đang rất là ổn, và anh vào lúc này thì anh nghĩ rằng là cái con đường đi tới nó đã được vạch đến tương đối rõ rồi. Khoảng cách thì nó đang là tốt, nhưng cái khoảng cách đấy nó sẽ chẳng là gì đâu. Vấn đề quan trọng nhất là đội bóng cứ phải duy trì cái nhịp hưng phấn và cái đà chiến thắng như này để cố gắng là tạo ra một cái lưng vốn nào đó cho một cái cuộc đua nó không thể nói trước được điều gì phía trước. Vâng ạ, nhìn Odegaard thi đấu công nhận thích thật. Anh Huy ấn tượng như nào về cầu thủ này? Em thật sự rất là thích cái kiểu chơi của cầu thủ này. Nó rất là đĩnh đạc, nó rất là thoải mái. Chúng ta cũng nhìn thấy cái điều đó từ Mesut Ozil. Nhưng mà ở Odegaard ấy, mình có cảm giác nó an toàn, nó có nhiều nhuệ khí hơn. Từ một cái chàng trai mặc dù là mặt vẫn là búng ra sữa như thế, nhưng mà đã đeo chiếc băng đội trưởng của Arsenal vào lúc này rồi.
Tôi thấy Odegaard giống với Fabregas hơn là Ozil. Ozil thì đá vẫn thiên về biên thôi và chơi theo cái kiểu là một cá thể có thể tạo đột biến, chứ còn cái chất nhạc trưởng của anh thì giống với Fabregas. Tuy nhiên là anh ấy nhanh hơn. Fabregas có một cái độ đĩnh đạc, một cái kiểu đá khác và có thể nó hợp với những ăn bó. Nhưng mà Odegaard là hiện đại hơn và chắc chắn Real Madrid xem thì cũng bắt đầu hơi tiếc rồi đấy. Tiếc. Bởi vì là Real là không thòng cái điều khoản là nếu cần là có thể đòi lại. Thành ra là Odegaard đã không thể trở về Real Madrid nữa. Tôi thấy là hai trận đây khi mà vắng Gabriel Jesus ý, thì Odegaard lại còn sáng hơn. Tức là không có một cái cầu thủ đá cắm ở trên như vậy thì anh ấy cũng tự nhận thức và cả cái hệ thống đấy người ta cũng có phải trông vào anh ấy nhiều hơn. Thành ra chúng ta thấy anh ấy thực sự là một nhạc trưởng tài ba trong thời điểm này. Arsenal cũng rất là khéo léo, chuyển từ sơ đồ 4-2-3-1 sang thành 4-3-3. Và Nketiah là cái mối lo đấy, nhưng mà hai trận gần đây đều ghi bàn. Thì phải nói Arsenal đội bóng xem rất là thích mắt vào thời điểm này. Các cá nhân họ đều có cái thăng hoa và mỗi một trận đấu đều mang lại cái cảm giác cái gì đó lạ lẫm để mà chúng ta lại chờ đợi cái trận tiếp theo họ sẽ còn có những cái lạ nữa. Vâng ạ, rất là nhiều khán giả của Arsenal đang mong muốn là đội bóng sẽ lên ngôi vô địch rồi, lâu lắm rồi cùng với Arsenal mới vui thế và đạt được cái trạng thái nó hưng phấn như thế này. Thực ra là cũng có những năm mà Arsenal cạnh tranh những cái vị trí ở top đầu nhưng mà nó rất là mong manh anh Tùng ạ. Tức là nó rất là mong manh ấy. Tức là cứ lên rồi lại xuống, lên rồi lại xuống. Những cái đối thủ họ cũng liên tục khiến cho Arsenal từ cái vui mừng trở nên hụt hẫng. Nhưng mà năm nay cái khoảng cách đến giờ này nó vẫn đang là rất lớn. Mặc dù càng lớn thì người ta lại càng mất niềm tin hơn, tức là người ta càng lo hơn, nhưng mà người ta lại càng có thêm được cái quyết tâm và hy vọng. Anh Minh là một người cũng rất là thích Arsenal đúng không ạ? Khi mà nhìn thấy những hình ảnh của Arsene Wenger ở trên khán đài rồi cách mà ông ta đã trả lời với Arsenal ở mùa giải năm nay rằng đây là một cái đội bóng rất khó bị đánh bại nọ kia, thì chắc là chúng ta cũng nhớ về ký ức của một Arsenal rất là huy hoàng mà Wenger đã từng tạo ra ở EPL đúng không ạ? Có thể là năm nay vô địch, năm sau không vô địch lại được nữa, có thể là như vậy. Bởi vì cạnh tranh ở Premier League chúng ta biết nó kinh khủng như thế nào, nhưng mà có cái cảm giác như là năm nay là cái năm dành cho Arsenal. Nhất là khi mà chúng ta nhìn thấy là cái việc mà Manchester City bị cầm chân ngày hôm qua. Rõ ràng nếu không bị cầm chân thì khoảng cách điểm nó đã khác. Đúng không ạ? Nó không phải là 7 điểm mà nó là 5 điểm. Nói vậy thôi chứ giữa 5 điểm và 7 điểm tưởng thế nào, tưởng là nó xít sao vậy thôi chứ, nhưng mà 7 điểm nó có một cái áp lực tâm lý khác so với 5 điểm đối với cái đội mà bám đuổi. Đối với đội bám đuổi. Còn nhìn vào cái bố cục của cái bảng xếp hạng bây giờ thì rõ ràng là Arsenal bây giờ đá là bằng với Man City là 16 trận. Tức là họ đá ít hơn các đội phía sau và ít hơn các đội phía sau một trận. Và cái số điểm Arsenal có được là 43 điểm, còn Man City là 36 điểm. Như anh vẫn tính ấy Quân. Anh vẫn tính tức là nếu như mà để vô địch Premier League thì sẽ cần khoảng 90 điểm. Như vậy là Arsenal sẽ thiếu khoảng 47 điểm nữa. 47 điểm có nghĩa là yêu cầu họ phải có 15 trận thắng và 2 trận hòa. Tính ra đúng không? Tính ra là 15 trận thắng và 2 trận hòa. Và trong số 20 trận còn lại là họ có quỹ thua 3 trận. Nếu như họ đạt cái mục tiêu 15 trận thắng, 2 trận hòa kia thì họ có cái quỹ thua 3 trận. Còn Man City thì sao? Man City hiện nay đang thiếu tới 54 điểm. 54 điểm là nó tương đương với bao nhiêu? 17 trận thắng, 18 trận thắng. Tương đương 18 trận thắng thì rõ ràng là 20 vòng đấu và áp lực thắng 18 trận đối với Man City là cực lớn. Toàn thắng 18 trận và không được thua nữa. Nói chứ bây giờ Man City mà thua nữa là không đua được với Arsenal. Bởi vì cái cá nhân nó cái tích lũy dần dần nó đến cái giai đoạn cuối mới nhìn thấy là từng cái sảnh chân như cái lần vừa rồi Man City hòa một đều là rất nguy hiểm. Tất nhiên là cái tính toán của anh nó chỉ mang tính là gì, nó mang tính tương đối thôi, không thể tuyệt đối được. Bởi vì cũng có những mùa giải không cần tới 90 điểm đã vô địch được. Nhưng cũng có những mùa giải phải tới 90 mấy điểm mới vô địch được. Nhưng thường là trung bình nó xoay quanh con số 90 điểm đấy. Thì cái dễ thở hơn ấy, là Arsenal đang dễ thở hơn. Và cái tâm lý của cái người có khoảng cách điểm 7 điểm gọi là tương đối an toàn. Tương đối an toàn nó cũng khiến các cầu thủ Arsenal dễ đá hơn. Thì anh hy vọng là Arsenal sẽ về đích theo kiểu Leicester City đã từng về đích trước đây. Vâng ạ, nhiều cổ động viên Arsenal bảo là
Leicester còn nỗ lực như thế để có được danh hiệu vô địch thì tại sao không phải là Arsenal? Sau khi xem hết clip thì các bạn sẽ truy cập vào wiscan.vn sửa bình luận viên Anh Quân để chơi những trò chơi siêu dễ và nhận những phần quà siêu hấp dẫn từ chúng tôi nhé.